không cả nhà ơi? Hello, sao mọi người có khỏe không? Mình bên này đang mỗi ngày mỗi buồn, nghe thấy mấy trăm người bị nhiễm mà không muốn nhìn nữa, không muốn xem nữa các bạn. Bây giờ nói chung là tất cả đóng cửa hết, không ai chỉ được đi ra mua đồ ăn rồi mua này mua kia mà ai cũng sợ. Bây giờ bên lúc này á, là người ta đeo khẩu trang hết rồi, ai mà không đeo khẩu trang á là bị phạt 200 đó. Không nghe lời á là phạt è cổ ra, tiểu bang này chạy qua tiểu bang khác hoặc cố tình chống cách ly tù 2 năm, phạt không biết mấy chục ngàn quên mất tiêu rồi. Mấy lại mấy hôm nay mình buồn, mình chẳng muốn 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 xem nữa. Đại khái là mỗi ngày nó lên mấy trăm người ấy các bạn, ở bên lúc này cuộc sống cái dịch bệnh này kinh khủng quá, mà không biết là rồi chính trị các thứ chúng nó đánh nhau phát này không biết có chiến tranh thế chiến thứ ba xảy ra không. Bây giờ mà xảy ra chiến tranh là thế chiến thứ ba đấy các bạn, đừng có vui mừng mà thấy rằng là Mỹ nó đánh Trung Quốc rồi này kia các thứ. Pháp này mà đánh là đúng là thế chiến thứ ba đó. Bây giờ thằng Mỹ là đàn anh, mà đàn anh mà bây giờ nó muốn cái gì là phải được cái đó, đúng không? Tại sao ấy, nó muốn đánh Trung Quốc? Tại vì Trung Quốc nó bây giờ nó quá mạnh đi, cái gì nó cũng mạnh rồi, cho nên bọn bọn tư bản này nó sợ Trung Quốc qua mặt nó, cho nên nó muốn ghìm ghìm Trung Quốc xuống. Chứ thực tế ra chính chúng nó mới là những cái người đưa, chính chúng nó đưa Trung Quốc lên thành một cường quốc mà, đúng không? Mà bây giờ chiến tranh xảy ra nữa là chiến tranh thế chiến thứ ba xảy ra đó, mọi người có vui không? Có ai thích chiến tranh xảy ra không? Chiến tranh xảy ra đâu có cái gì hay, đâu có cái gì lợi cho cái thế giới này đâu, nhưng mà mình thấy chỉ hù nhau thôi. Chính chị chính em thì như trẻ con, chốc lại đóng cửa cái mùa cô di này, cái mùa cô di này đâu có ai mở cửa đâu. Mình đi mở 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 đi ngân hàng mở tài khoản mà nó còn không mở cửa, huống gì lãnh sự quán bây giờ làm gì có thằng nào phi đi đâu, làm gì có thằng nào bay đi đâu đâu mà lãnh sự quán mở cửa để làm gì. Nó bắt đóng như thế, nó hù nhau rồi nó đe nhau rồi như trẻ con, chính chị chính em mà như một lũ trẻ con với nhau, các bạn thấy không? Cứ để ý mà xem, giống ý như trẻ con, thằng này chơi với thằng kia xong mày nói xong mày tức giận nhau là bắt đầu mày tao đuổi về về mày mày đuổi tao về tao lại đuổi mày về đó. Mỹ nó có lãnh sự quán của Trung Quốc thì Trung Quốc nó đầy lãnh sự quán ở bên Mỹ của Mỹ. Thằng này nói mày làm gián điệp, thằng nào mà không làm gián điệp, mày giỏi thì mày mày đừng để cho nó lấy được thông tin của mày, có thế thôi. Còn nước nào cũng có gián điệp hết đấy, bọn bọn ba que ở đây nó bảo mình là gián điệp mà. Cho nên là mọi người đừng có nghe chúng nó, kệ bà chúng nó, thằng nào nó đánh nhau thì đánh nhau luôn đi, chết bà nó hết đi, đúng không? Cứ suốt ngày đe dọa nhau, nói là làm luôn, không có nói ra nói vào. Nói hôm nay cái gì những du học sinh phải lập tức về nước người kia các thứ, xong rồi bao hôm lại không không phải về nước nữa. Nó bắt những cái trường trường đại học ở bên này là phải phải mở cửa để đi học, cho học sinh đi học. Xong rồi cái anh Tùng ấy, anh nói là mày mà không mở cửa ấy, thì những cái đứa nào mà học sinh online ấy, học trên mạng ấy, đi về nước hết đi. Thì bây giờ nếu mà du học nó mà về nước thì những cái trường ấy là chết đói, đúng không? Du học sinh nó sang đấy nó đâu phải học học được được miễn phí đâu. Du học sinh nó cầm tiền sang đấy nó
cho cái đất nước đấy. Cho nên là những cái trường học đấy nó phải trông chờ vào cái những cái học sinh ở bên du học sinh chứ, đâu phải miễn phí đâu. Cho nên là mấy cái anh ba que xỏ lá, úi giời ơi, anh chung má chung đuổi hết bọn Trung Quốc mấy du học sinh về, phát này phát nọ phát chài, đuổi thì làm gì, đuổi thì mày thiệt chứ ai thiệt. Nó cho du học sinh vào nó đâu phải miễn phí đâu mà nó cho vào đâu mà đuổi. Nó chủ yếu là nó muốn cho những cái trường kia mở cửa ra để cho học sinh học, cho nên nó làm áp lực như vậy thôi. Cái bọn bà que xỏ lá sướng, úi ơi, châm đuổi về rồi. Sao cả nhà Hà Nội cả tháng nay nắng nóng toát mồ hôi chị ơi. Mát nhất là 35 độ, cao là hơn 40 độ. Trời ơi, bên chị lạnh teo hết rồi. Việt Nam có một ca ở Đà Nẵng, mọi người lại sắp đeo khẩu trang rồi. Khỏi cần nói mọi người cũng vãi linh hồn, cũng phải đeo hết ở bên này á, bắt đeo à, không đeo là bị phạt. Bây giờ đâu có đi được đâu đâu, cứ ngồi ở nhà này thôi, có nhiều tiền để làm gì? Bây giờ đúng thật nhiều tiền để làm gì? Những người nhiều tiền bây giờ mới chết, những cái người chủ bây giờ mới đau đầu, không? Cho nên là nói chung là cuộc sống là sống hôm nay ngày mai, có chuyện gì xảy ra đâu ai biết trước được đâu. Bản thân chính bản thân mình cũng thế, nhiều những chuyện xảy ra mà không ai ngờ được. Nên con người á, đừng có cười người, đừng có nói trước bất cứ một điều gì. Mình sống cho mình không có sống cho ai hết, mình không có sống vì ai, không có sống cho ai hết. Cho nên là những cái người, nhất là cái mấy cái người sang bên này sống tinh tướng nó vừa thôi, đúng là cái câu tinh tướng là dùng cho mấy cái người đấy đấy, tinh tướng nó vừa thôi, to mồm nó vừa thôi. Việt Nam mình có cái câu là cái gì nhỉ, à, cười người hôm trước hôm sau người cười cũng đúng rồi. Đừng có tưởng cứ sang đây là cái gì nó cũng hay, cũng gì mình không bao giờ chết được. Chết thì không chết được, chết làm sao được, nó chỉ ngáp ngọng vãi thôi. Suốt ngày ngồi bên này dỗi hơi xong rồi so sánh này kia. Anh đợi Minh 10 ngày nữa về Việt Nam, chị khi nào về vậy? Ô về á, chúc mừng đồng chí Lợi Minh nhá, cây cột điện Lợi Minh về Việt Nam. Việt Nam bên này lạnh lắm, bên này có mấy độ thôi, mười mấy độ là đẹp lắm rồi. Hôm nay trời cũng ok nhưng mà lạnh lắm. Mình chui xuống đây dưới này mình ngồi mà mình làm đồ mà nó lạnh, phải bật máy sưởi bật suốt, tiền điện là trống hết cả mặt rồi, không? Bây giờ thu nhập thì ít mà dùng thì nhiều, điện dùng nhiều, tại vì bọn trẻ con bây giờ nó ở nhà hết, ở nhà là bắt đầu có bao nhiêu mấy cái máy computer nó bật lên, máy sưởi bật 24/24 rồi á, rồi á, máy computer rồi mình iPad rồi iPhone rồi ông xã mình cũng phone phiếc cũng rồi, ôi dùng điện rất là nhiều đó. Mà tiền thì ít, tiền thì thu nhập ít hơn nhưng mà dùng những cái tại chúng nó ở nhà hết, ăn uống tiền của chúng nó đút túi, còn tiền của mình ấy là mình phải chi ra cho chúng nó, còn tiền của chúng nó là của chúng nó đấy các bạn xem con đó, chứ không phải như ở Việt Nam đâu. Bỏ con cái bắt đầu có tiền để mang về cho bố mẹ hay là cái gì ở bên này không có đâu. Mình hỏi nó hôm nọ tiền điện đắt quá, xong mình phải bảo chứ, ê đứa nào có tiền á ủng hộ cho mẹ Mỹ. Thế là được mấy đứa mà được có một thằng nó đưa cho 200 cũng hay, đúng không?
Có đứa nó cũng con cái mà, mỗi đứa một tính một nét, có đứa này đứa kia cũng hay lắm. Nhưng mà nói chung là mình đẻ ra chúng nó mình phải chấp nhận thôi, mình phải chịu thôi. Còn nhá, ai mà chưa lấy chồng mà chưa lấy vợ thì đẻ được con cái mà no được cho nó thì ông đẻ, còn không thì đừng có đẻ, đẻ ra lắm chuyện. Đẻ mà ông no được cho ông no đến nơi đến chốn là nó bảo ai bảo bà đẻ tôi ra. Đó. Cái đó là sự thật. Nó nói đúng. Đó. Nó đâu bảo mình đẻ nó ra đâu. Tự mình sướng thì mình đẻ thôi. Nhiều khi mình bỏ chứ không biết là khi mà lấy nhau ấy, mình nghĩ mình đẻ con để làm cái gì. Mọi người có bao giờ nghĩ đến cái đấy không? Đó. Còn những cái bố mẹ nào mà nghĩ rằng ấy, đẻ con để sau này nó lo cho mình ấy, thì nghĩ lại đi. Không có cái vụ ấy đâu. Thời buổi này bây giờ em muốn đẻ để đẻ ít ít thôi, đừng có đẻ nhiều, tại vì đẻ nhiều á mình đã nghèo rồi, mình đẻ lắm mà không no được cho ông nó chửi cho. Nhất là bên Tây này bây giờ cái đầu óc của chúng nó nói đúng chứ không phải sai đâu các bạn. Nhiều đứa nó nói cái sự nó nói đúng nhưng mà mình cho là nó là bất hiếu, nhưng mà nó nói như thế là đúng đó. Nó đâu bảo mình đẻ nó ra đâu, cứ ngồi mà kể à, tao đẻ mày ra rồi này kia các thứ, xong ngồi kể kể làm cái gì, đã đẻ nó ra rồi thì đừng có kể nữa. Đây, cái bọn trẻ con ở bên này nó là như vậy đấy các bạn, cho nên là mọi người mà chưa có chồng chưa có vợ hay là như thế nào, đẻ đẻ ít thôi, đừng có đẻ nhiều, đẻ cho nắm vào xong mình nghèo, nghèo xong rồi lăn đùng ngã ngửa ra ăn vạ. Nhớ. Như thằng con mình á, nó lấy vợ hả, nó phải tính là có nhà rồi có cửa rồi phải có xe có cổ, bắt đầu nó mới mua, nó mới dám lấy vợ, nó mới dám đẻ con. Nó lấy vợ nó cũng phải tính toán, nó đẻ con nó cũng phải tính toán không? Chứ không phải bạ đâu là đẻ đấy không? Cứ sướng lên một cái nó phọt ra một đứa, sướng lên một cái nó phọt ra một đứa, xong rồi nghèo ăn không đủ, xong rồi ngồi đấy kêu, xong rồi đẻ con cái vất mỗi đứa một nơi, đứa lớn lo cho đứa bé, xong bảo lúc gì á bà điên lên ngồi kể hành kể tội. À, tao đẻ mày giáp hết cả rồi, mày không giúp đỡ tao rồi này kia các thứ. À, ai bảo đẻ nó đẻ cho gần chục đứa rồi, xong rồi á, làm cho hộc xì dầu ra. Thế, cho nên cái trí thức của mình nó là ở chỗ đấy đúng không? Cái ngày xưa thì mình không nói nhưng mà cái thời buổi này á mà không không kinh tế không có ổn định thì đừng có đẻ. Bây giờ không phải như cái thời của bố mẹ mình hay là ông bà mình cái thời đó, đúng không? Bây giờ thanh niên nó đếch thèm đẻ. Ngày xưa ở Úc này á, ai đẻ nó cho thêm tiền. Nên bọn nó có phải nó khôn hơn mình đấy. Nó khôn hơn mình ngày xưa. Mình cứ sướng cái là phọt ra, sướng cái là phọt ra. Chào cả nhà nhé. Này chị yêu ở nhà nhìn đẹp não ra nhỉ. Đẹp đẹp nó cho mình câu lão mới đầu. Ôi trời ơi. Đây, cái mặt mình á lúc này nhìn như bà điên á. Lúc về ok lắm, lúc về như bà điên. Người ta bảo là cái gì nhỉ? Con người À, người đẹp về lụa lúa tốt vì phân, mình chỉ cần chỉnh chu lên một tí thôi nhìn nó khác ngay. Mình vừa mới đi ra ngoài ngoài vừa mới đi ra ngoài mua ít đồ, mua mấy thứ linh tinh, xong đi về chạy về đâu có dám đi đi nhiều đâu. Bây giờ vừa mới chạy ra này mua cái xổ số nữa xem nó có trúng không. Trúng số là có mấy chục triệu để làm gì nhờ mọi người nhờ. Mẹ có tiền nhiều cũng đâu làm được cái gì đâu.
đi ra ngoài đường kia cũng đâu có được ăn uống gì, muốn đi du lịch cũng không đi được. Cái thời buổi này á, cái người nào mà không tính toán mà cứ đua đòi cho đẩy cho nắm vào á, thì bây giờ chết chóng mắt ra. Không, nhiều khi mình nghĩ là mình làm ấy, thấy người ta có nhà đẹp mua nhà đẹp, xong bắt đầu thấy người ta có xe đẹp mua xe đẹp, xong rồi những cái lúc như thế này rồi mà trọng vọng lên đấy. Đua đòi thì đôi khi người các cụ người ta dạy đúng là đúng, rất là đúng. Ăn hôm nay phải nghĩ đến ngày mai, ngày mai có cái chuyện gì thì có phải chết không. Thằng con mình nó mới lớn, chúng nó rất là thích mua xe mới. Mình bảo nó là con từ từ hắn mua, học để xe thì mới có bằng. Mình lái chưa vững tay lái, nghề nghiệp thì công việc ổn định thì chưa có, vẫn đang đi học. Nó cứ đòi mua xe thôi mọi người. Xe ở đây thì chỉ có mấy ngàn, đi ra ký cái xoẹt cái được cái xe. Tại trả góp á, trả xong rồi thì cũng được thành hai cái xe. Mình trả trả xong một đường một cái xe thì thành bằng gần bằng hai cái xe. Trả góp có mấy ngàn thôi, làm ra ký cái xoẹt một cái được cái xe ngay, mua lúc nào cũng được. Nhưng mà nuôi một cái xe vất vả hơn nuôi một con người các bạn. Bây giờ mình mua một cái xe mới mới xuống đường, cứ gọi cho một 500 một tháng đi, 500 một tháng đi, xong bắt đầu lại tiền 3 tháng một 6 tháng một lần bảo trì, phải đi service á. Giống như là mình không biết nói câu bảo trì có đúng không, là giống như là phải đi 6 tháng một lần phải đi thay dầu thay nhớt thay thay này kia các thứ ở trong máy đó, để cho nó xem có cái gì nó hỏng hóc gì thì người ta chỉnh nó lại. Thì cứ 6 tháng một lần là phải như vậy. Xong bắt đầu lại thuế đường, mỗi một năm đóng một lần gần ngàn một năm đó. Xong rồi thuế bữa rồi ấy, mà thằng con mình nó đòi mua xe mà mình mua cho nó thì bây giờ có phải chóng mắt sao đó. Mình bảo từ từ cũng nghĩ đến xe, bây giờ mình nghĩ đến cái nhà đã, công việc thì chưa có đó. Bao giờ mày có việc ấy, mày muốn mua cái gì mua, tao cho mày 10 ngàn mày đi ra mày mua xe. Nhưng mà bây giờ mày chưa có việc làm á thì tao không có mua cho mày. Tao cho mày tiền đặt cọc nhưng mà mày phải tự tự trả chứ tao không trả cho mày. Thế là mình không mua cho nó. Nó cứ cũng may chứ không mua thì bây giờ lấy cái gì mà trả tiền, đủ các loại tiền. Tiền thuế đường rồi tiền xăng, tiền dầu rồi tiền service rồi tiền bảo trì rồi tiền bảo hiểm. Bảo hiểm đấy cũng tùy từng loại xe, càng đẹp thì càng nhiều tiền. Mua xe mới nào cũng phải ngàn hơn ngàn đồng tiền bảo hiểm. Rồi cái bọn 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 nó mới có bằng đấy, rất là đắt. Bảo hiểm mấy ngàn đó, không phải 1 ngàn đâu. Nó đắt gấp mấy lần những cái người mà lái xe lâu rồi đó. Cho nên là bọn bọn thanh niên này nó phải có công ăn việc làm đàng hoàng thì mới mua xe. Cho nên con mình nó cũng ok, nó cũng ngoan, nói chung là nói nó cũng nghe. Giải thích cho nó biết thì nó cũng hiểu, nó cũng nghe. Nó cũng không nghĩ đến cái đấy nữa. Mình bảo con bây giờ tiền thì không có mà công việc thì không, mà đi bây giờ chỉ có đi học thôi, mới đi làm thôi. Mình mua xe mới để làm gì? Để chạy ra chỗ chỗ bến tàu hỏa để đỗ à? Mà thấy có phí không? Sau này mình có công ăn việc làm rồi ấy, mình muốn mua chơi chơi cái xe gì mình mua chỉ mình chơi. Rồi ấy, mình đi có bạn gái này kia các thứ đi nó còn oai một tí. Thế bây giờ đi là nó đi học á, xong nó đi xe ra chỗ nào nó để xe đó,
Xong rồi nó đi tàu hỏa, đi tàu hỏa lên nó đi làm. Xong rồi chiều về lại thế. Mua xe đẹp lắm gì, mua xe đẹp để đấy đẹp cho chim nó ỉa. Thì mình không có tiền thì mình phải nghĩ thế thôi. Này đẻ nhiều tiền học hành, đường sữa không được bằng bạn bằng bè, chúng nó tủi thân. Đúng rồi, tội nghiệp chúng nó đó, đúng không? Cho nên là nhiều cái sự suy nghĩ, những cái ông bà già ngày xưa thì vì cái thời thời ngày xưa là lạc hậu, cho nên không có giống như là không có phòng ngừa gì hết. Mấy lại các cụ có cái sự suy nghĩ là con là trời cho nên là cứ phọt ra thôi. Phọt ra xong rồi cơm không có mà ăn. Xong rồi á, cứ phọt thôi, bố mẹ thì cứ phọt ra, xong rồi đứa lớn trông đứa bé, xong rồi con cái thì nheo nhóc. Xong rồi lớn lên mà động một cái là bà điên lên, bà chửi, bà ngồi kể công. Ta đẻ mày ra thế nọ trai, xong rồi mày phải thế này thế nọ trai. Nói chung là thì cũng đúng thôi, con cái thì phải có hiếu bố mẹ, nhưng mà đôi khi theo mình nghĩ bố mẹ không nên có những cái câu kể lể như vậy để làm gì. Mình đâu phải đầu tư con đâu, đẻ con ra để đầu tư à, kể cái gì. Đứa nào nó có hiếu tự khắc nó có hiếu à, tin không? Đứa nào nó không có hiếu à, nó sẽ không có hiếu. Những cái đứa nào nó có cái đạo đức đó, nó tự nó có à, không cần phải dạy. Cái đấy không cần phải, nó đã có hiếu thì tự nhiên nó có hiếu à. Chủ yếu bố mẹ nữa, càng kể nó càng ghét, đúng không? Càng kể càng thấy bực mình thà đừng nói năng gì nữa, cứ kể nó, lo cho chúng nó đến nơi đến chốn thì chúng nó lại thương mình nhiều hơn. Cứ ngồi ấy kẻ hành kẻ mắm, hành kẻ tỏi kẻ mắm người muối nó còn ghét nữa.